lòng yêu quá lớn, bước chân tồn vang trên đường lập nghiệp xa. Để chuẩn bị tốt nhất cho Đài Năm Hồn, bộ phim điện ảnh đầu tay của mình, đạo diễn Hoàng Nam đã đầu tư một phim trường quay đại cảnh tại một hòn đảo dưới chân thác Cò Là, Trùng Khánh, Cao Bằng. Mặc dù bối cảnh chợ này xuất hiện trong phim không nhiều, nhưng vì muốn giữ lại để gửi tặng địa phương phát triển du lịch, đạo diễn Hoàng Nam vốn xuất thân từ một YouTuber đã cùng những người bạn của mình là hàng chục kênh khác như Sapa TV, Cú Đấm Thép, A Páo, Nhất TV, Đạt Đến Rồi, Nhân Gà Vlog, tạo nên một ngày hội vào ngày 20 tháng 8 năm 2024. Trong ngày hội có 30 gian hàng này, được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và hội nông dân tỉnh Cao Bằng đã mang đến các mặt hàng đặc sản, nghệ thuật thủ công độc đáo nhất của địa phương như lò rèn da phúc sen, làm hương, bánh nướng, bánh khảo, bánh tráng, thạch đen, thịt vịt. Không chỉ được mặc đồ cổ phục, tham gia phiên chợ độc đáo nhất nhì điện ảnh này mà các khách mời tham dự còn được thử vai diễn quần chúng, đặc biệt là cùng nhau hát quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng, thứ thiêng liêng đã luôn bên người đạo diễn Hoàng Nam bao năm qua. Khắp núi non Cao Bằng, nơi khởi nguồn của cách mạng, vang vọng giai điệu yêu nước của những người con Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc quy tụ về đây. Đại diện thay mặt anh em Nga công bố gửi tặng bà. Kê thêm một cái bàn. Bỏ ra luôn anh.
mình đi.